là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, sao nữa? Nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em giành cái nick luôn. Giành luôn á. Dạ. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy, ủa sao kỳ vậy? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Rồi chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick con nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Dạ. Nhỏ bạn bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Dạ. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện rồi cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à. Mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là chứ. Cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm đường về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộ đám cưới của anh cũng không biết nữa. Em khiều khiều ảnh thôi đi ra. Như đi lộ đám cưới rồi cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á. Cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè. Rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á nên ảnh là mối tình đầu của em á cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Vậy em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Là từ đó quyết định là thương sau này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy.
Em là bà xã, còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn... chọn đi, muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Bằng chứ. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là, tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà, cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao? Sao chưa chọn mà? Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung á. Giống Nhung hoài luôn. Cứ cảm thấy cảm giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng đó. Rồi. Từ giống từ, từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi, cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau, dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với... em ruột của ảnh. Đó. Ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa, mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó hôi dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Sợ ổng tối ngủ mà nghe két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung mẹ một cái. Sau đó, rồi, đó, dạ, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng quá chị. Anh nhìn mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy là sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn, là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp, mà chỉ có bày ra thôi. Khi mà em đi làm về, khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy, chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục đợt sáu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ, tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nói gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy, dọn dẹp đồ sạch sẽ. Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ, làm cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa, như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn, không rửa chén. Bừa bộn, tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em.
Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay 2 ngày 3 ngày giặt một lần, nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em đó, vợ em xếp. Một đợt giỡn lại được. Giỡn lại giỡn lại vậy. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt, em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Đó, coi Min mê mà thấy điện Min muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi tôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Sao nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan khoan xin hỏi cái nữa nha. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận giận là nghe khu nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. Chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu của anh ít lắm. Anh cũng mê điện thoại, anh chơi game, anh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cứu hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Không nhậu nhẹt, không gái cứu, không thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè, cỏ dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật đó, đó thật tốt mà. Rồi sao, có ai cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán và em mệt em cũng làm biếng. Thì rồi vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ, nói vừa gì? Dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Nó hoài tật, dạ tật em thì ai mà lằng nhằng em để cho làm luôn em không có làm. Mà cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi có tại không? Tại không? Là anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Phải chưa? Tại không? Tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó đó, đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ ảnh bớt cầm nhàm em đi làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn nhà làm đó. Đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi, đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Cảm ơn. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. À tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm mà thành việc luôn trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Trên tay em cầm đủ nước con hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Vợ em là lười hứng, làm đủ trò. Là đùa cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn. Giống quá. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi.
Hai em giới thiệu về mình đi. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em đó là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em đó là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác mà, và... đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, bọn em là chè thương hiệu chè Ngọc chè... Hạch. Chè ăn đá đấy. Chè lạnh đúng không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Bọn em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình vào trong vâng. Sau. Vâng. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng đi thì lên đấy thì có gặp vợ em, thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn cao ráo, em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi, cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh Hồ, nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Rồi, nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú, mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là chức chú sao em lèm bèm thành vợ ấy, thành thật rồi. Mà thành thiệt luôn, chức chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng. Thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy biểu những biểu lạ, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như này thì có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em đi làm về, vợ em là lấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn. Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi có người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu em bao nhiêu tình yêu, hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ.
Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy nè, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu thì mình không thể nào trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm là yêu nhau luôn. Yêu luôn, yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy. Mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Một lúc xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? Mà anh mới lại nói với em nói cái vậy. Điều đó. Chú em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, khóc nhiều. Thực là lúc đấy em nghe tiếng khóc nhưng mà em lúc đấy em thấy phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa. Trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Con đường từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là mạch lát đi tính ra đây này. Trong 4 năm ở với nhau bây giờ cũng đã có con rồi, có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh ở chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này. Em phải tránh điện tử, tránh máy tính bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả. Anh kê cả một bộ máy tính dàn cây đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Vậy em nặng như vậy hả? Đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm. Nói chung là mỗi lần đi ra cửa này em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi, em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là người mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị, em cứ bảo chị cứ lại mấy cái quần của mày có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy, đúng cả bốn phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt bốn phần cắt cái đó thì ăn thua gì? Không phải để khi cắt mà ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có xấu gì hổ, đấy không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Chà, có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để đó hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm. Em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy thiên nhiên thế nào, vợ em lại lưỡi hứng làm đủ trò. Là đùa trò xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được. Làm xấu hổ chứ chết. Anh thích không trai, nữa, sao em còn làm chứ? Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ, hay phụ phịu, hay là dỗi, hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là
ngày nào cũng giận nhau được. À, cô bé giỏi hơn. Còn gì nữa? Em thì ghen khủng khiếp ấy. Ghen tức là khi đối nào tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tin nhưng có hôm bạn em nhắn tin bảo chứ anh ơi sao lại anh lại nhắn chặn Facebook em. Ô xanh có biết đâu dở ra một loạt chặn Facebook không hề biết được cái nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có một câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em này biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen thì bạn chụp cái ảnh kiểu dạng là ngủ thì hay mới gác nhau ngủ ôm nhau ngủ á. Nhắn tin gửi cho vợ anh chưa, vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này này hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích được tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối hôm đấy thấy lạ lạ ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sâu múi ra chị ạ. Body sâu múi ra bảo anh ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không bảo. Thích, đáng yêu. Thực ra là em biết là bạn ấy trêu rồi, em cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo chứ ai có phải anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em có cho hai cái thế là. Ui em tẩn ra hai cái rồi. Ôi giời ơi, chết chưa. Thế là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo, em nói thật bảo đây, bạn anh nó trêu em, thế nó biết em tin thì thế. Ôi, rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi. Quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực sự. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói vợ. Không nên nói anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao, mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn, em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai hay cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Nó để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc đó, nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh đó, hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh đó, thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời tới bố. Thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai, rất là mong bố bỏ qua cho bọn con. Và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên. Cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh bài Hoa. Qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại.
theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ mà vợ thì mới 26 thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi thì không phải chết. Đấy, chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Con nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bao cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Tấp vô làm quen nhỏ em. Khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác. Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại. Một cái cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi, rồi quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ giới thiệu. Mọi người ơi Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm. Năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu óc tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau? Và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là ảnh từ thành phố anh về anh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành đó. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vút vút các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH thì ghê lắm. Em còn nguyên chùm bong bóng ở sau xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao để mới biết giống một không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái việc của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Anh hiếm ẩm đó, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm trổ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì chân diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nhưng không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng? Sao là trột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em cột, mua 200.000 bóng bóng mà bóng bóng bay đó mình nặng. Sao anh Thuận em tâm sự với anh mà tụi anh nói em mình nặng không chung bóng bóng rất là nhiều. Rồi sao nè, chung bóng bóng mà bóng bóng màu hồng màu xanh đồ màu rất là bu đê. Dạo dạo mình kiếm yêu, tức là cái khu đó đó là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, những người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát vô khách. Để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc có quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Bây giờ sao đây, không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại đó. Quỷ cái gì? Vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em thích kêu thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái tí em. Quỷ cái gì quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai. Không ai mua. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Cô đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này.
Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ anh đi ăn đúng không? Dù duyên, tại vì tôi rủ viên nhóm rủ ông nào. À rủ nhóm đi ăn. À, à dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Đó sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Không ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Mới cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi trời đại chứ để nó công nó càng cười riết nữa. Cái xong em cũng cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em đấy cô này mà. Hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó. Em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại không em thấy luôn. Ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ, gì em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cứ ấy không nó. Đúng không? Quen có đó, có vụ đó. Nó này nè. Lực lượng không? Có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu em là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa đó, ở lâu không? Dạ. Tự nguyện. Ghê lắm. Ai? Ai ghê? Ý là em á. Ờ, sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ. Thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Thử hỏi. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Vậy có nghĩa là Lâm đâu cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ví dụ em muốn hề nó hề, còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Bao lâu thì cũng lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. Sợ. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Ôi trời tôi sợ ghê quá. Trời ghê ghê. Cái bà đó ghê nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em đẹp. Còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, tôi vậy là mấy người đó đàng hoàng. Đúng. Trời tụi hung ghê, trời nắm tay, trời tụi. Bà đó theo trai sớm. Đó. Hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút đồ này nọ. Nhưng mà. Nhưng. Thật lòng và quen nó 5 năm và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi và em lo cho cô này được rồi và em kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà anh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa, mà người ta đang quay một cái điện video vi ơ hoài đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai? Bà ghen á phải không? Bà ghen. Đi làm thì kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em hụt ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái nú này ra luôn. Trời ơi. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà hai em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Du duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này về anh hay dục lên mặt. Đâu em vậy là. Trời ơi. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay cái quần anh dục mặt em. Rồi gì nữa nè. Ông nhân viên lắm, ông ví dụ ông kêu em là ông nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn, mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Không rồi á, có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau chỉ có đúng một lần là anh
anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á, cái anh ăn anh khen tới tấp. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chê, chê giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự món đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Mà đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường, không có giờ mình ăn đường. Em là khoái ngọt. Khoái ngọt, bây giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường, không ăn được, nó mặn hoặc là nó lạc quá, đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc là căng thẳng lắm luôn, rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi, nói luôn tới phần em rồi đó, không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết, điện video của em tắt 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 tắt, dù chồng mình tắt thì mình thôi đi, không điện cho Nam Thư, điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng, rồi điện cho Khả Như, điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta, rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư, chị Thư bắt đầu đồn cho đó bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ, là bữa điện ai? Năm Thư hả? Chị ai? Tội nghiệp mà Năm Thư sao mới trổ. Lâm ơi, tôi tưởng mày chết. Lâm ơi, 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời. Lâm ơi, có nghĩa là làm rần rần đổ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em, nói là trời biết nó bị cái gì không, có chuyện gì không mà sao vợ nó quan lo chứ. Dạ, cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn, vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài, đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại nói anh đi chơi em phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. Không? Phải lo chứ. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi, cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ, em về em giận luôn chứ chị. Mà thì đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi chứ. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi đồ này nọ, bóp chân bóp tay đồ này nọ, quầy luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi, không có dám không nói. Có ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà không có. Ở nhà em không có nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm, anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt. Thiệt không? Dạ không thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Ông nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng được ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ông không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà không có nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Anh tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh ít nói luôn. Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều, dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, kêu chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà còn ở trọ, trước chưa có con á, anh là con của em á. Anh ngồi trong phòng á, sung sướng, anh thích nhất là trời mưa là được ấm áp với mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho anh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi Trời đi ghét quá vậy. Vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không ăn. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Không, nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em với con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài, chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi á hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Dù lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hầy luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok, nhưng ở nhà mặc những bộ đồ hú hồn, những bộ đồ mà mấy chục ngàn rồi, 40 ngàn thôi. Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt miệt thứ miệt mà đổ đống 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 đó, 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren 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 mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em không phải mặc đồ, em uống lừa một xíu. Uống lừa để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chị vẫn mặc cái bộ đồ sến xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ, thấy ghê lắm. Tại không thích.
Tại những cái đây mặc nó thoải mái, có em bé nữa. Em nói mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc, em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều, mày rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện rồi em kêu Quỳnh ơi, dù răng mình bị mẻ bây giờ em mình đi làm đi, cũng không chịu làm. Thứ mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Dạ. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? À, em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh, em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày, em tức em chửi trợ lý em, tưởng là mất ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu à, đi đám cưới đám hỏi đám ơn rồi đó, thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn 300 ngàn, không chịu, nhà tự vẽ chị, mà đâu có khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải chi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên đồ này đó, mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ. Vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh. Gì? Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không, chương trình bắt cướp đàng hoàng, đi lên trển cho người ta làm. Em đạt hai chồng chửi lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mình nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có chê lố quá. Anh nhiều khi anh chê mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn cũng trang trí đồ đẹp lắm, nó em hoành tráng gì, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Tại em mong muốn thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chê em lại thôi. Lâm là cái như tấn công tới tấp Quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng, thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. À, ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều. Và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không bao giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau với đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, dễ thương, nhưng mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ, cảm đúng rồi. Em thích. Trong khi vợ thì không có cái không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua hay ổng đứng thổi bóng với em. À. Xong cái thổi móng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ mới sân với em. Chung là đi theo tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Dạ, lời ông bướm liền gì. Dạ, đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì, tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền,
rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt, không có kiểu mà bóc hốt, bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước chưa? Đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà hay là có bất cứ hành động nào với em hết á. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi chỉ có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn, phải không? Lãng mạn rồi nó tối tối những hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Mà vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Đúng không? Đến... Mà anh... rồi để ta kể tiếp đi, cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ đó. Lúc trước á, khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện gì đến? Em muốn hỏi gì nữa không? Thì muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức làm mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Dạ. Vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Thật ra mà tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ em là vợ của em. Đúng rồi. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên, hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được, vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn, tại vì lúc đó mẹ đang bệnh, em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á, em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi, em đòi chia tay suốt, cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần mà em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì ở Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại thấy mày dưới đây vậy. Rồi sau cái đám tang của bà. Ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục, và cũng trong thời gian đó luôn, chưa lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á,
chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né, xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì điểm này khoảng 1 năm rưỡi. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không? Rồi. Quá son. Có tật xấu gì không cưng? Dạ, dạ em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi hả? Rồi giờ cho em cái trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịch bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm, mà chồng không kiếm được thì lại giận. Nó cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức một tuần sức mấy lần? Nói chung là đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng rất là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Dạ. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi báo hiệu. Không có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ răng gấp ngồi vậy đó. Rồi cái em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận, giận. Hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này không có nhìn. Dạ, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm á, thì đang vô toilet á, thì lúc nào cũng á hết. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Cái là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống. Mà đến khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền. Xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em, cái em để vậy luôn. Xong rồi, là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả. Xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi giờ em được cái là nấu ăn rất là ngon. Là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào. Thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về á là toàn là trứng luôn. Canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn. Không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á. Tại thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi, em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích rất hay chọc ghẹo. Thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen, kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Đợt ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa, bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi, dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Cho hát càng nhiều là anh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi. Dạ. Thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, mình nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu anh nhai nhai với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế, anh dạ, cứ như thế vậy đi Minh ơi. Dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là
bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh, chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh vậy. Thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi, đừng có nhìn em. Cái chị mà tập được là chị đâu có đến nổi chị vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng, 7 tháng. 6 tháng. 6 tháng như vậy thì cũng phải, cũng có thể, cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm đi. Dạ. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thai ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Bí Ngô á. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin rồi đó. Anh Bin phải chúc đi. Tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào hai em. Dạ. Chào tụi em nha. Dạ.